nhiều nhà thiết kế thời trang cao cấp đều đã tới Việt Nam và tham gia vào tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam đã đánh dấu bước ngoặt lớn khi Việt Nam lần đầu tiên tổ chức một tuần lễ thời trang đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tin vui dành cho giới mộ điệu, đó là kể từ năm 2016, tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam sẽ được tổ chức 2 lần trong một năm. Bộ sưu tập thời trang sáng tạo, độc đáo, hứa hẹn tạo ra xu hướng cho thị trường Việt. Tôi bắt đầu ước ao về việc là tại sao Việt Nam mình lại không thể có một tuần lễ thời trang như vậy. Và tôi bắt đầu ước mơ cách đây gần 5 năm và sau 3 năm thì ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Chính thức tuyên bố khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Năm 2014, lần đầu tiên một tuần lễ thời trang quy tụ các nhà thiết kế hàng đầu trong nước và quốc tế đến với Việt Nam, ghi tên Việt Nam lên bản đồ thời trang thế giới. Năm 2015, Việt Nam International Fashion Week nâng tầm thời trang Việt khi lần đầu tiên huyền thoại thời trang Kenzo tới Việt Nam và đưa tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thành sự kiện được trông đợi nhất hàng năm. Yes, this is why they will get the collection. C'est super. Si même temps beaucoup beaucoup de jeunes générations qui l'impression intéresse beaucoup la mode et du tout ça c'est génial. C'est je sens beaucoup de énergie. That's fun. Năm 2016, Việt Nam International Fashion Week tiếp tục thành công khi mang xu hướng See Now Buy Now về Việt Nam và một tuần lễ thời trang đặc cấp mãn nhãn. Việt Nam International Fashion Week đưa thời trang Việt Nam ra thế giới và mang thời trang thế giới đến với Việt Nam. We're really excited to get here, Vietnam Fashion Week. Wonderful event. I love so much Vietnam International Fashion Week. Việt Nam International Fashion Week bàn hòa tấu ấn tượng giữa những giá trị truyền thống và hiện đại. Sứ mệnh của Việt Nam International Fashion Week nó rất là lớn lao bởi vì nó có chữ Việt Nam và có chữ International. Việt Nam International Fashion Week, tiếng nói mới của thời trang Việt Nam. Chương trình thời trang quốc tế Việt Nam đã là một cầu nối, đó là chắp cánh ước mơ cho tất cả những nhà thiết kế Việt Nam vươn xa ra tầm xa thế giới. Việt Nam International Fashion Week sàn diễn hội tụ những người mẫu hàng đầu trong nước và quốc tế. Thanh Hằng đã tham gia trình diễn Việt Nam International Fashion Week và thật sự là Việt Nam International Fashion Week rất là thành công, nhận được rất là nhiều tình cảm của tất cả mọi người và mọi người rất là ủng hộ. I should say 80% is all Vietnamese models. They are of superb high quality and totally professional. Việt Nam International Fashion Week, nơi có sự kiện thảm đỏ đáng mong chờ nhất với sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu, những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong làng thời trang Việt Nam và quốc tế. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam là một show diễn được trông chờ nhất trong năm. Sàn diễn này nó mới thật sự là nơi mà tất cả các nhà thiết kế Việt Nam được phô diễn mình. Đây là cái mùa thứ ba nhưng mà giống như là nó đã không phải là một cái bông hoa bé nhỏ nữa mà thực sự nó đã nở rất là rực rỡ. Việt Nam International Fashion Week, nơi hội tụ của những nhà thiết kế thời trang tại những kinh đô thời trang trên thế giới như Anh, Pháp, Italia, Australia, Nhật, Mông Cổ, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Dubai, Hàn Quốc. Với sứ mạng cầu nối của Việt Nam International Fashion Week, ngành thời trang Việt Nam đã có những tự hào khi sánh vai với những kinh đô thời trang trên thế giới. Tôi có một cái niềm tin rất là mãnh liệt rằng thời trang Việt Nam của chúng ta trong một thời gian không xa nữa, Việt Nam sẽ là một thị trường của khu vực và thế giới. I think this is a really amazing platform for all the designers to find a business in the fashion industry. I can tell that Vietnam International Fashion Week has become more professional. Congratulations. Lần đầu tiên tại thủ đô Hà Nội, một sàn diễn chuyên nghiệp, những nhà thiết kế hàng đầu trong nước và quốc tế, sự kiện thời trang đẳng cấp. Việt Nam International Fashion Week Thu Đông 2016 sẽ tiếp tục mang đến cho thời trang Việt những đêm diễn mãn nhãn, những phút giây thăng hoa trọn vẹn của thời trang.